Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 50 triệu tục càng block đến từ sáng block Tobia nè các bạn. Thì chương trình này góp này nó random cho 50 người may mắn nha các bạn. Thì mọi người sẽ nhận được là 400.000 tục càng block cho mọi người. Và mình trước khi vào video mình cập nhật cho tất cả các bạn, bạn nào đã claim chưa claim dự án nhận 80 tốc càng Omino thì vào claim các bạn. Con này còn 4 ngày nữa đi sàn PancakeSwap. Đây là một kèo số nữa mà các bạn cân nhắc nha tất cả các bạn. Trước khi claim. Rồi thì để tham gia giám này các bạn cần list link mô tả với video mình các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên gắn thẻ ba người bạn. Các bạn chờ nó tải giúp xíu các bạn. Các bạn bấm vào mục chia sẻ với Twitter nè các bạn. Rồi các bạn tăng ba người bạn mình vào nha các bạn. Dán rồi bạn tweet nè. Đuôi. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi tiếp tục bạn theo dõi Twitter nè. Trên Twitter nó thì bạn bấm theo dõi nè. Rồi bạn bấm theo dõi nè, sau đó các bạn bắt up lên nha các bạn. Nhiệm vụ này ít cái tách nên mình làm nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn retweet trên Twitter nữa nè. Trên Twitter đó các bạn like nè. Like nè, tweet lên nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm vào con tiêu new. Sau đó tham gia vào nhóm Telegram của nó. Con này chạy trên nền tảng của mạng Polygon Matic đó các bạn. Rồi các bạn xôn xao nè. Sau khi join vào thì các bạn bấm vào click and này nè các bạn. Để mình vượt qua cấp xa chứ các bạn. Ok các bạn. Bỏ đi các bạn. Các bạn join sao rồi được rồi. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Sau đó các bạn nhập địa chỉ với Polygon Matic của mình nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ ETH trên giấy chocolate của tất các bạn. Hoặc là MetaMask các bạn. Các bạn dán vào. Rồi các bạn bấm tiếp tục. Sau đó các bạn gì lên ghép sẽ trong bè những thằng để kiếm token cho tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.